Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa, giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 42 sẽ chính thức khởi tranh. Câu lạc bộ bóng bàn Công an Nhân dân T&T là một trong những câu lạc bộ được đánh giá cao tại giải đấu năm nay. Hiện nay thì toàn đội đang tích cực tập luyện, quyết tâm giành được thứ hạng cao trong giải đấu. Câu lạc bộ bóng bàn Công an Nhân dân T&T được thành lập từ sự hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T. Ngay sau khi ký kết thành lập, đội đã chính thức làm lễ xuất quân, chuẩn bị cho giải bóng bàn vô địch quốc gia Báo Nhân dân 2024. Về cái lực lượng chúng tôi tham gia thì cũng sát nhập giữa hai đội, có những cái vận động viên tiềm năng đã vô địch SEA Games và cái đồng đội nam của TNT Hà Nội TNT năm ngoái cũng đang vô địch. Sát nhập lần này thì chúng thấy rằng nó là một cái động lực để chúng tôi sang một cái môi trường mới và có một cái bước tiến mới thêm để làm sao mà đạt được cái thành tích tốt nhất cho Công an Nhân dân team. Thì mục tiêu đề ra là một vàng, một bạc, một đồng. Và vàng chúng tôi sẽ tranh chấp ở những nội dung trong ba cái nội dung đồng đội nam, đôi nam và đôi nam nữ. Cặp vận động viên Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc đã giúp bóng bàn Việt Nam có được tấm huy chương vàng SEA Games 32 lịch sử sau 26 năm chờ đợi. Trở về với đội, hai vận động viên vẫn nghiêm túc tập luyện. Họ được gửi gắm nhiều kỳ vọng cho giải đấu năm nay. Cố gắng duy trì thể lực và ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi để có sức chuẩn bị cho giải sắp tới. Giải đấu sắp tới thì mình cứ đánh hết sức mình. Bản thân em và toàn đội là cũng chưa chuẩn bị rất là kỹ để có thành tích tốt mang về cho đội. Trong đội năm ngoái năm nay thì tiến bộ hơn một chút về thể lực cũng như là thể hình. Em và toàn đội cũng toàn là giữ gìn sức khỏe, còn lại là để cho mình một cái tâm lý thật là thoải mái nhất để bước vào giải. Bên cạnh những gương mặt có nhiều kinh nghiệm, bóng bàn Công an Nhân dân T&T có sự chuyển giao lực lượng vận động viên trẻ kế cận khi nhận được sự quan tâm đầu tư với điều kiện tập luyện tốt nhất. Với phong độ và lực lượng hiện tại, câu lạc bộ bóng bàn Công an Nhân dân T&T tự tin đạt vị trí cao tại các nội dung thi đấu ở giải năm nay.